Hey, chào tất cả anh em nha. Thì vừa mới về thêm một chiếc Chevrolet. Xe này là công nghệ của Mỹ luôn. Chevrolet nó là một xe 7 chỗ ngồi rất là rộng. Chiếc xe này là màu vàng cát ha. Anh em là hợp phong thủy màu vàng. Thì liên hệ cho nghe pháp anh em. Xe này là con số sàn nha anh em. Số sàn giá thì chỉ có 200 triệu thôi. Là mình đã sở hữu được một con xe này. Xe rất là đẹp ha. Chỉ có 200 triệu thôi thì mình sở hữu được con xe này nha. Xe mang biển số 49H này. 3808. Xe này là một chủ từ đầu ha, một chủ từ xưa đến giờ luôn, cho nên là xe nó rất là chất lượng. Và dòng xe này thì anh em biết rồi, nó là một con xe rất là rộng rãi, phía sau này như là một cái xe giường nằm ha. Và đầu đít thì anh em mua là anh em an tâm luôn, sơn zin còn nhiều và nội thất bên trong là gần như là tuyệt đối, còn rất là đẹp. Nói chung là xe này là về chỉ việc đi thôi, không phải làm gì hết, một chủ từ đầu luôn. Anh em mua thì bên Pháp Anh là bao ký rút cho tất cả bà con mình. Và anh em nào muốn sở hữu chiếc xe này thì liên hệ bên mình. Xe này là mâm đúc 4 vỏ mới. 4 vỏ mới ha. Xe thì số sàn. Xe này thì anh em muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho nhân viên bán hàng theo số điện thoại 077-5522 ha. Xe này là một con bản đủ, nó có ghế điều chỉnh. Rất là đẹp. Số điện thoại 077-5522, gặp trực tiếp nhân viên bán hàng nha. Bye bye, hẹn gặp tất cả anh em tại Sài Gòn nha. Bye bye.